keep us. Không được cho đầu vào hàng rào. Nhanh lên nào ba ơi. Hả? Kem ngon, kem ngon. Ờ, được rồi, đứng ở đây chờ ba quay lại nhá. Vâng. Là tàu hỏa nhỏ. Chúng ta mau đến đó xem đi. Wow. Các con đâu rồi? Các con ơi! À? Lừa ba, à? Có chuyện gì vậy? Các con của tôi mất tích rồi, chúng vừa đứng ở đây một phút trước mà. Đừng lo, chúng ta bắt đầu tìm ở quanh đây trước. Tôi tìm ra dấu chân của bọn nhỏ. Và dấu chân dừng lại ở đây. Hàng rào ở đây đã bị mất. Hả? Có vẻ như nó bị kéo đi mất. Dấu vết của hàng rào và dấu chân của bọn trẻ đều ở gần đường ray rồi biến mất. Hả? Ôi không, bọn trẻ bị kẹt ở trên tàu rồi. Đi nào. Cứu cháu với à. Cứu cháu với. Hãy xem đây. Hả? Ôi không, nó đang đi vào đường hầm. Đúng rồi, giữ chặt nhé. Đi nào. Cẩn thận đấy. Chúng ta đang đi ra ngoài rồi. Hãy bắt lấy hàng rào. Đi nào. Thật là một ngày tồi tệ. Ở đằng kia, nhanh nào. Đừng lo, bọn chúng sẽ cứu cháu ra. Nhanh lên nào, Dobby. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, không được cho đầu vào giữa thanh chắn của hàng rào vì tò mò hoặc vui đùa. Các bạn có thể bị thương hoặc gặp nguy hiểm khi bị kẹt. Nếu chẳng may bị kẹt, đừng cố tự kéo mình ra. Hãy nhanh chóng nhờ sự trợ giúp từ người lớn. Hãy nhớ điều này nhé. Nắp cầu nguy hiểm. Ba bạn cà dê thương. Đang chơi đùa trên đường. Alo, bạn đang ở đâu? Tôi đang
Cảnh sát trưởng Labrador đang nghe đây. Cảnh sát trưởng Labrador, tỏ con bị mất tích rồi, chúng cháu không tìm thấy bạn ấy. Hãy giúp bọn cháu với. Các cháu đừng lo, bọn chú sẽ tới ngay. Hả? Cảnh sát trưởng Labrador, bọn cháu đang chơi với thỏ con thì đột nhiên bạn ấy mất tích. Cháu sợ quá. Đừng lo, bọn chú sẽ tìm thấy bạn ấy. Đúng vậy, không có vụ án nào mà chú không thể phá được. Dấu chân chỉ xuất hiện ở trên nắp cống thôi. Các cháu này, các cháu đang chơi gì trước đó vậy? Dạ, nhảy lên nắp cống ạ. Nhảy vui lắm ạ. Dừng lại, nhảy trên nắp cống nguy hiểm lắm đấy. Cẩn thận. Dưới đây hôi quá. Nhìn cái này này. Đấy là nơi của thỏ con á. Các cháu hãy tránh xa nắp cống ra. Chú phải xuống đó để giúp chú Dobby tìm thỏ con. Dưới này hôi thật. Lối này bị chặn rồi. Thỏ con chắc hẳn đã đi lối này. Ai cứu cháu với? Cảm ơn. Đường ống bị chia ra ở đây. Chúng ta đi đường nào đây? Để tôi nghe thử xem. Đường này. Tránh ra đi, đừng đến gần tôi. Thỏ con. Tránh ra, tránh ra, đi đi. Cảnh sát trưởng Labrador. Thỏ con đừng sợ, bọn chú sẽ đưa cháu ra khỏi đây. Ôi không, nước thải đã xả theo hướng này. Chạy mau. Nó chảy nhanh quá. Dobby, hãy dùng ván gỗ kia. Các cháu hãy hứa với chú, không bao giờ được nhảy lên nắp cống nữa. Nó rất nguy hiểm đấy. Ở bên dưới đó đáng sợ lắm. Bọn cháu sẽ không làm thế nữa đâu ạ. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, không được dẫm lên nắp cống. Hãy tránh nó khi các cháu đi bộ trên đường. Các cháu có thể bị ngã xuống và bị thương nếu các cháu dẫm phải một chiếc nắp cống bị vỡ hoặc đã cũ hỏng. Ngoài ra, hệ thống nước thải chằng chịt, khí ga có hại, nước thải, rán và chuột ở dưới cống có thể sẽ làm việc leo lên trở nên khó khăn hơn. Không được chơi ở bãi đỗ xe. Heh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 
Giờ tới lượt em. Em liệu mà trốn kỹ vào nhá. Anh ơi. Hả? Gà con. Gà con, em ở đâu? Gà con. Gà con ơi. Này cháu, sao cháu lại ở đây thế này? Chơi ở bãi đỗ xe nguy hiểm lắm. Cảnh sát trưởng Labrado, em cháu và cháu chơi trốn tìm ở đây, giờ thì em cháu mất tích rồi. Cái gì cơ? Các cháu chơi trốn tìm ở bãi đỗ xe à? Như vậy rất nguy hiểm đấy. Hãy giúp cháu tìm em trai cháu với à? Đừng lo, không có vụ án nào mà tôi không thể phá được. Gà anh này, cháu với em chơi trốn tìm ở tầng này à? Vâng ạ. Vậy chúng ta cần phải tìm kiếm từng góc của tầng này mới được. Rõ. Gà con, gà con ơi. Gà con. Hả? 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 Gà con chắc hẳn là ở gần đây thôi. Chúng ta có thể tìm ra cậu bé bằng cách đi theo những viên kẹo dẻo này. Chỗ kẹo dẻo này dừng ở đây. Vậy có nghĩa là gà con đã đi thang máy rồi. Hả? Ở đây rất nguy hiểm. Chúng ta cần phải tìm ra cậu bé càng sớm càng tốt. Tầng 2. Gà con. Gà con. Xin lỗi, chị có thấy một bé gà cao bằng tầm này không? Cháu không thấy. Gà con. Dobby, cậu tìm được gì không? Không thấy. Em trai của cháu. Anh ơi, anh ở đâu? Là gà con. Anh ơi. Tiếng ở tầng trên. Chúng ta đi nào. Gà con. Cẩn thận. Nhỏ, không bao giờ được chơi ở bãi đỗ xe. Vì các bạn có thể quá thấp nên nằm trong điểm mù của các lái xe. Vì thế, lái xe có thể không nhìn thấy các bạn. Và có rất nhiều đường khác nhau trong bãi đỗ xe. Các tài xế không phải lúc nào cũng phản ứng kịp thời. Vì vậy, có thể xảy ra tai nạn. Ngoài ra, hãy luôn cảnh giác với các xe đang đỗ hoặc dừng vì chúng có thể đột ngột di chuyển.
Hãy luôn nhớ phải cẩn thận khi ở bãi đỗ xe và không được chơi đùa ở đây. An toàn là trên hết. Bao. Bạn gấu koala mất tích. Bé vịt, bé thỏ, bé gấu koala. Gấu koala, bạn gấu koala đâu rồi? Hôm nay nóng quá. Dobby, cậu sẽ cảm thấy mát hơn nếu cậu thư giãn. Xin chào, tôi là cảnh sát trưởng Labrador. Cảnh sát trưởng Labrador, tôi là cô cựu trưởng mẫu giáo. Tôi bị lạc mất một bé học sinh, là bé Koala. Xin hãy giúp tôi. Cô đừng lo, chúng tôi sẽ đến ngay. Nóng quá. Cô cứu, cô phát hiện ra bé Koala bị mất tích từ khi nào? Khi tôi điểm danh các học sinh sau khi xuống xe thì phát hiện ra là đã lạc mất cháu bé. Tôi phải làm gì đây? Tôi hiểu rồi. Các cháu nhỏ, các cháu có nhìn thấy bạn Koala trên xe buýt không? Cháu có thấy ạ? Cậu Koala lúc nào cũng ngủ gật trên xe buýt ạ. Vậy chắc chắn cậu bé vẫn còn đang ở trên xe buýt. Hiện giờ xe buýt ở đâu? Xe thường được đỗ ở bãi đỗ xe sau khi đã đón và trả hết các cháu học sinh. Liệu cậu bé còn ở trên xe không? Chúng tôi sẽ tìm ra cậu bé, đừng lo. Không có vụ án nào mà tôi không thể phá được. Đây là bãi đỗ xe của nhà trường. Bác tài xế bò chắc hẳn là đang ở gần đây. Thấy rồi. Bác bò ơi. Bác bò. Tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Nhưng mà các anh nhầm người rồi. Tôi là Châu mà. Bác bò có mái tóc dài hơn tôi nhiều. Nhiều lúc tôi tự hỏi liệu bác ấy có thấy đường để mà lái xe không nữa. Vậy anh có biết bác bò đang ở đâu không? Tôi không biết. Xe của bác ấy không có ở đây. Đây là lịch trình xe buýt của trường. Đây là biểu tượng của cửa hàng cắt tóc cây kéo vàng. Bác bò có lẽ là đi cắt tóc ở đây rồi. Đi nào. Nóng quá. Mình đang ở đâu đây? Mình không thể ra ngoài được. Cứu với. Có ai không? Đó là gấu Koala. Cậu ấy bị kẹt trong xe buýt. Ôi không, cậu bé bất tỉnh rồi. Chúng ta phải tới đó cứu cậu bé ngay. Ôi không, chúng ta bị kẹt rồi. Chúng ta phải chạy ngay. Đi nào. Gấu Koala, hãy gọi xe cấp cứu ngay.
Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các lái xe và các vị phụ huynh cần phải cẩn thận, không được để các bé ở lại trong xe một mình. Nhất là vào mùa hè, nhiệt độ trong xe có thể trở nên rất cao và sẽ gây nguy hiểm cho các bé. Và các bạn nhỏ cũng phải luôn chú ý để xuống đúng bến của mình. Nếu các bạn bị kẹt ở trên xe, hãy cố gắng tiến đến ghế lái và mở cửa xe hoặc bấm còi để thu hút sự chú ý của mọi người. Hãy nhớ những quy tắc này nhé. Quái vật trên đường. Bà ơi nhanh lên, chương trình ở nhà hát cầu vồng sắp bắt đầu rồi. Bà biết rồi, nhưng mà an toàn là trên hết. À, quái vật! Quái vật! Xin chào, đây là cảnh sát trưởng Labrador. Cảnh sát Labrador, tôi gặp một con quái vật trên đường và nó đáng sợ lắm. Quái vật ư? Chúng tôi tới ngay. Họ đâu nhỉ? Hả? Cảnh sát trưởng Labrador, một con quái vật bất ngờ xuất hiện trên đường. Xe của tôi đã gặp tai nạn vì nó đấy. Đáng sợ lắm mà. Con yêu. Lừa con, cháu đừng sợ. Trên đời này không có quái vật thật đâu. Nhưng chúng tôi thực sự đã gặp nó. Xin hãy giải quyết chuyện này. Đừng lo, không có vụ án nào mà tôi không thể phá. Hả? Tôi tìm thấy dấu chân. Những dấu chân đến từ bên kia của giải phân cách. Người gây ra tai nạn này chắc hẳn đã nhảy qua hàng rào phân cách để qua đường. Anh có nhớ được là trông con quái vật đó như thế nào không? Nó có cái đầu giống như tổ chim vậy. Đầu tổ chim ư? Và mũi của nó có màu đỏ. Cái mũi của nó thì rất là to nữa. Như này á? À? Chính xác, trông nó như vậy đấy. Con quái vật trông đáng sợ quá. Tôi không nghĩ đây là một con quái vật, mà trông giống chú hề ở nhà hát cầu vồng hơn. Một chú hề ư? Đêm nay ở nhà hát cầu vồng sẽ có chương trình về các chú hề. Chúng tôi đang trên đường tới đó đây. Dobby, chúng ta đi nào. Nhìn đằng kia đi. Chú hề chính là quái vật. Ôi trời ơi, anh sẽ bị muộn mất. Anh phải ra sân khấu ngay bây giờ. Đừng lo, tôi không bao giờ bị muộn hết. Tôi đã đi đường tắt mà. Khỉ đốt. Anh đã vi phạm luật giao thông, anh đã bị bắt. Không. Đứng lại ngay. Hả? Wow, cảnh sát á? Đây là chương trình mới à? Bắt anh ấy lại. Bắt anh ta lại. Không được nhảy qua rào phân cách.
Gặp lại sau nhé. Cẩn thận. Mạnh lên. Thật đáng sợ quá. Khỉ đột, anh đã vi phạm nghiêm trọng luật giao thông. Hãy theo tôi về đồn cảnh sát. Tôi sẽ không bao giờ nhảy qua rào phân cách để đi tắt nữa đâu. Tôi xin lỗi. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, chúng ta cần phải tuân thủ luật giao thông. Khi đi bộ, luôn dùng phần đường dành cho người đi bộ và không được nhảy qua hàng rào phân cách để đi tắt. Nếu các bạn làm như vậy, các bạn sẽ có thể gặp tai nạn nguy hiểm đến tính mạng. Hãy ghi nhớ bài học hôm nay nhé. Không mở cửa cho người lạ. Sói kia đứng lại ngay. Không đâu. Ôi, cảm ơn nhá. À, hắn ta đâu rồi? Thật may quá, mình cần tìm chỗ trốn ngay. Mẹ sẽ về ngay thôi. Vâng ạ. Và phải nhớ không được mở cửa cho người lạ con nhé. Ồ, mẹ đừng lo, con không mở đâu. Con chào mẹ ạ. Chào con. Tuyệt, thỏ con ở nhà một mình kìa. Đây là cơ hội của ta. Ai thế? Đây, chào cháu bé. Nhân viên giao hàng đây. Nhà cháu có bưu kiện này. Bưu kiện à? Hãy mở cửa ra và ký nhận cho chú nhé. Chú cứ để ở cửa đi ạ. Thôi nào, cháu nhìn đây này. Chú có rất nhiều đồ ăn ngon này. Kẹo sô-cô-la, kẹo mút, kẹo dẻo và cả bim bim nữa. Wow, trông ngon quá đi mất. Đúng rồi, mẹ cháu mua mấy cái này cho cháu đấy. Nên giờ mở cửa cho chú nhé. Và phải nhớ không được mở cửa cho người lạ con nhé. Đúng rồi, mình không được mở cửa cho người lạ. Cháu phải đợi mẹ về mới được mở cửa. Con bé không bị lừa. Nghĩ xem nào. À, mình biết rồi. Ai đây? Là mẹ cháu đây. Mau mở cửa cho mẹ nào. Mẹ. Nhưng sao hôm nay giọng của mẹ lạ thế? Đó là vì mẹ bị ốm. Giờ mở cửa ra nào con yêu. Ôi không. Thế thì mẹ vào nhà nhanh đi. Để con lấy nước ấm cho mẹ nhé. Của mẹ đây. Chú không phải mẹ con. Dĩ nhiên là không phải rồi. Mày chạy đâu cho thoát. Tên sói rát xảo này, hắn trốn đi đâu rồi nhỉ? Hả? Đây là quần áo của tên sói. Hắn chỉ ở gần đây thôi. Hắn luôn đóng giả người khác để lừa trẻ con mở cửa cho hắn. Xin chào, tôi là cảnh sát trưởng Labrador. Anh có thấy tên này ở gần đây không? Chúng ta sẽ đến nhà cô thỏ hỏi xem sao. Họ đang đến đây. Mình phải thay đồ để lừa họ. Chào, có ai ở nhà không ạ? Tôi giúp gì cho anh ạ? Cô thỏ, cô có thấy người này ở gần đây không? Tôi không thấy. Tôi thấy không khỏe trong người nên hôm nay tôi đã ở trong nhà cả ngày. Hả? Cô thỏ, sao chân cô lại màu xám vậy? Đây là mẫu thời trang mới nhất đấy. Còn mặt cô thì sao? Sao nó cũng màu xám luôn? Chắc là tôi vừa dọn ống khói, chắc bị bụi bám vào ấy mà.
Tôi xin lỗi nhé, tôi phải vào nhà nghỉ chút đây. Đợi đã, ngươi không phải là cô thỏ. Ngươi là sói. Gặp lại sau nhé. Đứng lại. Cảnh sát trưởng Labrado. Đứng lại đó. Hãy xem đây. Hãy xem đây. Tạm biệt nhé. Các người không bắt được ta đâu. Người chạy không thoát đâu. Không ai thoát được khỏi ta đâu. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, nếu ở nhà một mình, các cháu không được mở cửa cho bất kỳ ai trừ ba mẹ của mình. Kẻ xấu thường sẽ tìm cách nói dối và lừa các cháu mở cửa cho chúng. Các cháu phải luôn cảnh giác. Hãy gọi cho ba mẹ khi thấy có người lạ ở ngoài cửa. Hãy nhớ kỹ bài học hôm nay nhé. Cẩn thận với người lạ. Ủa, bà ơi, bà không sao chứ? Chân tôi đau quá. Cháu giúp bà tới bệnh viện được không cháu hiểu? Cháu xin lỗi, ba mẹ nói là cháu không được đi với người lạ. Xin cháu giúp bà đi mà. Để cháu gọi người lớn đến giúp bà nhá. Thằng bé này thông minh thật đấy. Mình phải tìm đứa khác mới được. Ôi chân tôi đau quá. Bà gấu mèo ơi, bà có sao không? Cháu yêu, giúp bà đến bệnh viện có được không? Tất nhiên là được ạ. Cháu thật tốt bụng quá nào. Ta đi nào. Ôi không, mình phải gọi ngay cho cảnh sát trưởng Labrador. Xin chào, tôi là cảnh sát trưởng Labrador. Cảnh sát trưởng Labrador, cháu vừa thấy mèo con đi với một người lạ. Xin hãy tới đây ngay ạ. Đừng lo, chú sẽ tới đó ngay. Họ đi đường nào? Đường kia. Đi nào. Thôi được rồi, đi nào. Dừng lại. Nhanh lên cháu. Đứng lại ngay. Không được cử động. Hả? Ba ơi, ba ơi. Chú cảnh sát, chú làm cái gì thế hả? Chúng tôi đang đi tìm nhà vệ sinh mà. Sao cơ, nhà vệ sinh á? Mùi gì vậy? Tôi biết mùi nhà vệ sinh đấy. Ngoài ra còn có mùi khác nữa. Bánh quy. Là bánh quy của mèo con. Nếu chúng ta theo dấu vết này, chúng ta sẽ tìm thấy họ. Đi nào. Đường này, chúng ta sắp tới nơi rồi. Bà cứu mèo ơi, chúng ta có
đi đúng đường không đấy ạ? Ừ, đúng mà, cứ đi theo ta. Cháu không muốn đi nữa đâu. Ê, cháu không muốn à? Nhưng cháu đã hứa sẽ giúp ta mà. Là người xấu. Dĩ nhiên là đúng rồi. Dừng lại. Ở cảnh sát. Cháu có sao không? Đứng lại ngay. Đứng lại. Hắn ta đâu rồi nhỉ? Người không bao giờ bắt được ta đâu. Hẹn gặp lại sau nhé. Chào anh. Không ai có thể chạy thoát khỏi ta đâu. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, nếu có người lớn nhờ sự giúp đỡ của các bạn cần phải cẩn thận. Vì nếu đúng là người lớn gặp rắc rối, họ sẽ không bao giờ nhờ sự giúp đỡ từ trẻ con, vì trẻ con yếu đuối hơn họ rất nhiều. Vì vậy, nếu có người lớn cần sự giúp đỡ, hãy lập tức báo cho ba mẹ hoặc đồn cảnh sát gần nhất.